À, còn đây là một trong những cái trường hợp xảy ra tại Wyoming, vì biết rằng là nó bị sạt lở đất, cũng mưa bão mấy ngày trước, thì hiện nay một số các xa lộ vị biết thì là người ta đang ngăn ngăn cả hai hướng để không có chạy ngang, lý do là sạt lở đất sợ nguy hiểm. Trong thời điểm mà mùa du lịch hiện nay bắt đầu vào mùa hè thì đi ngang qua những cái vùng đồi núi này, người ta cho biết rằng là sạt lở đất rất là nhiều, do là mưa bão nước nó làm cho đất nó cuốn đi. Đây là cảnh sạt lở đất tại Wyoming. Mà hiện nay thì cảnh sát ở tại các xa lộ đó họ cảnh báo là người dân trước khi đi du lịch đến các vùng này thì nên xem trước là những cái đường đi qua xa lộ như vậy có bị ngăn hay không. Hiện nay rất là nhiều những cái trở ngại do sạt lở đất.